Hello, nhà mình mới lắp chậu cả nhà nghe, chị Đồng Loan có đánh anh cả nhà. Đúng rồi, vừa cháy là tắt luôn, bởi lúc hồi nãy giờ mới nói mới biết đó. Cháy cái đèn xong là bà sư cô vô á. Đúng rồi, vừa cháy xong tắt là bà sư cô liền. Đi gian lại cái điểm báo trước vậy ha. Đúng rồi, chặn liền gấp liền. Đâu cái thằng chặn nãy em để đó. Các em mới em đi dành đi lên cái cậu buổi sáng nè. Chưa xài nhưng mới 100 luôn đó. Còn zin luôn hả? Đúng rồi. Zin còn mua mà chưa xài luôn á. Mới mua hả? Không, bữa mua cũng một bọc để ngoài á. Chào cả nhà nghe, quá nóng chị. Chào cả nhà, chị Hồng Loan đã đến cả nhà. Không mà chị Hồng Loan mà đến sớm chút xíu nữa gặp là sư cô ha, là còn là có việc xảy ra nữa. Nãy anh nghe bức xúc quá trời luôn mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nói chung là nhà anh em đi tốt bơ với một số bà con người ta cũng rút rồi. Quá trời luôn. Quá trời luôn. Quá trời luôn. Quá trời luôn. Đấy mất quá. Đấy mất quá. Đấy mất quá. Với lại là sáng có một cái điểm mà rất lạ luôn, trong năm tôi biết đó nha, trong ly hương tự nhiên bốc cháy đó cả nhà. Thì rất là một cái sự linh thiêng luôn. Chút xíu là có bà sư cô tới là bây giờ kế tiếp là chị Hồng Loan tới viếng mộ luôn. Đây rất năm cả nhà. Đúng rồi, thầy mà cũng có kênh YouTube luôn. Là vô kênh YouTube đi. Chị Hồng Loan ơi, chị lên là nãy cậu Năm báo điểm á, chị Hồng Loan. Có là chỉ cái ly hương luôn. À em nói là có điểm mà không biết điểm gì nè. Ai nhà dọn chị Hồng Loan tới luôn. Wow, cái đó tắt là cái bà sư cô đến xong rồi mới tới chị Hồng Loan. Rất là lên luôn á cả nhà. Nhưng mà đèn nhưng mà cái mình nói lúc là cả nhà ơi. Nhưng mà cái điều đặc biệt á là cái là nó cháy mà không tắt luôn mà chị Loan đi vô trong là mới tắt. Đó, mấy cái điều đặc biệt vậy đó. Để cho chưa dán thằng móc dán keo luôn á chị Loan. Đúng rồi chị. Cô Năm mua tới nhiều mình chục cái luôn. Chị Loan chia sẻ luôn ra là qua cậu Năm bao nhiêu ngày rồi chị Loan? Tính mấy là chị chia sẻ cho 92 ngày. 92 phải không? 92 ngày thôi. 92. Không giả biết luôn rồi. Giả thấy nhà tôi nè. Cái ngày trăm ngày là rơi hơn mấy chị? 12 tháng 6 là cả nhà, 12 tháng 6 là hình như là ngay ngày thứ 2, thứ 3 gì á. Vậy là gần tới một giống ngày năm rồi cả nhà ơi. Với lại anh chúc số là trong ngày là anh lên cúng heo á, quay cho cậu. Hồi sáng này có một anh chị Loan ơi, hồi sáng này có một anh YouTube là hôm qua là được cậu Năm độ là trúng 5 tờ đặc biệt rồi đó. Có. Nó xong rồi ảnh lên đây trả lễ cậu Năm là có chia sẻ là 100 ngày sẽ cúng heo quay ở đây nữa. Và gửi ra nhà một con để cúng nữa không anh Niêu. Đúng rồi, ảnh nói là ảnh đến đây thắp hương cậu Năm. Thông tin.
Rồi. Nó trúng dễ, trúng 5 thị số 75 triệu. À, khán giả chia sẻ với em là trong chị Long là cười là được rồi. Chị Long cứ cười hoài. Đó. Chị Long cứ cười hoài là khán giả đó, nhẹ lầm bớt cho chị Long. Đó, chị cười miết cho em đi. Có thằng khán giả là tài trợ một cái đèn năng lượng nha. Chiều nay là đi mua. Đèn năng lượng đặt đâu mà, ông nội. Vậy. Anh đặt hai cái đâu, ông nội ơi, người ta đang giao tới đó. Em đặt một cái nữa. Có dưới bàn tay đúng không? Dạ không, cái gì anh? Anh ha. Ờ. Anh đặt rồi, hai cái rồi. Cái này nằm sáu ngày trước mà. Chị gửi đó. À, em đặt góc kia, anh đặt hai góc cũng đây. Bốn góc luôn. Đúng rồi. Nhưng mà anh đặt cách đây 5 ngày rồi mà, 6 ngày rồi mà. Gì đặt 5 ngày mà chưa có hả? Ừ. Cái đêm ra là một lần nữa bị lỗi, anh đủ lại á. Đây công ty đèn, đèn năng lượng đây. Con cháu công ty đèn năng lượng luôn. Nó bị lỗi anh đủ lại đó. Cái chút nữa ra ngoài đi. Hai cái đèn nhưng mà em kiểm tra lại nó bị lỗi vô chứ. Tốt. Em trả lại. Tôi ăn tâm mất phần nào. Rất là đông cả nhà. Quá trời trời luôn. Không ngờ hôm nay là bể chặn luôn. Vỡ chặn rồi cả nhà. Vỡ chặn luôn rồi. Quá đông. Hôm qua không có khán giả đông nhưng mà thật sự hôm nay là quá đông. Ở ngoài đi, lúc đi qua đi nè. Cậu Năm là hôm nay là quá là hạnh phúc luôn. Được rất là nhiều fan hâm mộ đến viếng và đặc biệt là có chị Hồng Loan đến để chị Hồng Loan rất là nhỏ con xinh xắn và hiền lành cả nhà. Cậu Năm rất là hạnh phúc rồi. Một lúc nha. Thanh Loan đây là Hồng Loan, Hồng Loan. Vậy đây là Thanh Loan đó nha. Sẽ lau chùi xong rồi một chút xíu sẽ chia sẻ một số bánh nha mọi người ha. Mọi người thấy từ từ hiện trường đây nè, chỗ ngôi mộ đó chị Hồng Loan xong sẽ chia sẻ.